Thúy Nga là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ. Và video ngày hôm nay thì Nga sẽ chia sẻ cho bạn tác dụng của sản phẩm dầu xoa bóp nóng Xin Xin Hàn Quốc. Vâng, đây là sản phẩm của chúng ta. Bạn có thể thấy ngay cách đóng gói của sản phẩm cảm thấy rất là tươi mát chứ không giống như tên gọi là xoa bóp nóng, đúng không ạ? Đây là một sản phẩm của Hàn Quốc và tác dụng của nó giúp cho chúng ta có thể giảm ngay tức thì các cơn đau như đau cơ, đau khớp, đau lưng hay những triệu chứng đau mỏi vai gáy. Thì bạn cũng có thể sử dụng sản phẩm này để xoa bóp lên vùng mà chúng ta muốn giảm đau. Khi mà chúng ta xoa bóp sản phẩm thì sản phẩm sẽ thẩm thấu vào những vùng đau đó và đánh tan ngay các cơn đau tức thì. Và nếu như bạn bị bầm tím hay bong gân do chúng ta lao động hoặc tập luyện thể dục thể thao thì sử dụng ngay sản phẩm này xoa bóp vào các vùng bị đau đó thì nó cũng giúp cho bạn đánh tan được các vết bầm tím và giảm đau ngay lập tức. Khi mà bạn thoa sản phẩm này để sử dụng trên cơ thể của chúng ta thì nó không phải là làm nóng một cách khó chịu như là chúng ta nghĩ, mà nó có cảm giác the mát, nóng một cách lan tỏa rất là dễ chịu. Nên khi mà chúng ta đang bị những cơn đau dai dẳng khiến cho cơ thể cảm thấy rất là stress thì sản phẩm này nó sẽ giúp cho bạn vô cùng là thư giãn. Và ngoài ra, nếu như bạn bị những vết ngứa do côn trùng đốt thì khi thoa sản phẩm này lên nó cũng sẽ làm giảm ngay triệu chứng ngứa cho bạn. Nếu như trong gia đình bạn có người lớn tuổi như ông bà, bố mẹ thường xuyên bị những cơn đau nhức thì nên có ngay sẵn sản phẩm này trong gia đình để giúp cho người thân của mình có thể giảm được các cơn đau một cách nhanh chóng. Chất lượng cuộc sống của bạn sẽ tốt lên, đúng không ạ? Và sản phẩm này là một trong những sản phẩm mà Korea Shop bán rất nhiều bởi công dụng của sản phẩm khi khách hàng sử dụng mang lại hiệu quả rất cao. Nên Nga tin chắc rằng nếu như bạn sử dụng sản phẩm này thì bạn cũng sẽ cảm nhận được hiệu quả của nó đúng như vậy. Vâng, để đặt hàng thì bạn có thể truy cập ngay vào trang web Korea Shop 24 giờ ngay tại đường link mà Nga để dưới phần mô tả video này. Hoặc bạn có thể gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline 0979149256. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn đặt hàng một cách nhanh nhất. Vâng, đừng quên là để sẵn một chai dầu nóng Xin Xin Hàn Quốc ngay trong tủ thuốc của gia đình nhà bạn. Và liên hệ ngay với chúng tôi sau khi xem xong video này. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng phục vụ bạn. Và với cam kết chất lượng là uy tín, bạn chỉ nhận được đúng sản phẩm khi bạn đặt hàng mà Korea Shop gửi tới bạn thì bạn mới phải trả tiền. Và nếu như bạn phát hiện sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm kém chất lượng thì Korea Shop sẽ bồi hoàn 100% giá trị sản phẩm mà bạn không mất bất kỳ một khoản chi phí nào. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi đặt hàng tại Korea Shop rồi, đúng không ạ? Vâng, chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại bạn ở các video tiếp theo.